Chơi đồng hồ cổ chính hãng xin kính chào anh chị em và các bạn. Chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn chiếc đồng hồ dòng unisex, tức là dành cho cả nam lẫn nữ của Thụy Sĩ. Chiếc này là Technot Quartz kiểu tăng lai bát giác. Modern là chiếc Eleanor 14202. Chạy máy quắc ETA Thụy Sĩ 956.431. Chiếc đồng hồ thì có thân thép mạ vàng 18 carat, dày 20 micron, dây da 17 mm, bề rộng là 29,5 mm cả núm và 6,5 mm độ dày, mặt số xanh đen hai kim. Chiếc đồng hồ được sản xuất khoảng những năm 1980. Đồng hồ hầu như chưa sử dụng, phía sau tem đáy vẫn còn. Chiếc đồng hồ có thể đánh giá là mới khoảng 97-98% gì đó. Cảm ơn các bạn đã xem video.